cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra từ năm 2014 ngay tại một trụ sở công an của tỉnh Thái Bình. Việc phục hồi điều tra trong bối cảnh thông tin về băng nhóm Đường Nhuệ nhận được sự quan tâm của cả lãnh đạo chính phủ cũng như lãnh đạo Bộ Công an. Một vụ án mà trong 5 năm, cơ quan điều tra không thể tìm được bị can cho đến khi có chỉ đạo từ chính phủ. Đây là những bức ảnh nằm trong bệnh viện điều trị của Mai Thế Duy sau khi bị Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, đánh vào năm 2014. Điều đáng nói, gia đình anh Duy cho biết, vụ việc anh và mẹ bị tấn công xảy ra ngay tại phòng tiếp dân của trụ sở công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình. Khi mẹ con em vào trong phòng tiếp dân của công an phường Trần Lãm ấy, thì là họ vẫn cứ vào ngồi cùng, tức là đông, 6-7 người đó vào cùng thì vẫn cứ ngồi bình thường vậy thôi. Nhưng mà xong rồi là cái anh công an trực ấy, thì anh ấy đi ra ngoài thì là mọi diễn biến họ đóng cửa, những cái diễn biến đấy thì tiếp theo đến lúc đấy em nghĩ là có thể là những cái đó là họ ấy có sự sắp xếp. Nó đưa tay nó đánh cháu, thì là khi thằng này nó cuống lên mà nó đánh tôi, nó đánh thằng này nào đánh tôi như thế, y như vậy luôn. Mà nó phạt cổ, nó leo, nó lôi tôi lên, sau đó nó chửi tôi đây, làm mày có biết bố mày có bao nhiêu tiền không, mày có thích bố mày hiếp mày ngay tại đây không. Hé cửa cái là có bộ quần áo công an, có người công an đứng ngoài, mà để cho cửa tiếp dân đóng không ấy. Từ năm 2014, gia đình bà Lý nhiều lần gửi đơn tố cáo, nhưng công an thành phố Thái Bình sau quá trình điều tra cho rằng chưa xác định được bị can nên đã đình chỉ vụ án từ năm 2015. Người trực tiếp ký văn bản đình chỉ vụ án trên là ông Cao Giang Nam, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình. Ngoài vụ việc của gia đình bà Lý, thì đây là một trong những cơ sở kinh doanh khác bị băng nhóm Đường Nhuệ tàn phá. Do chủ cơ sở đồ gỗ này không kịp trả tiền nợ vay, nên năm 2017, Nguyễn Xuân Đường đã cho đàn em xuống và trấn áp, yêu cầu chủ doanh nghiệp phải bán sang tay công ty cho Đường. Theo như tố cáo, sau nửa tháng cho quân chiếm giữ công ty đã bị đập phá, toàn bộ trang thiết bị vật tư tài sản của doanh nghiệp bị cướp sạch. Bố mày từ ra ngoài Hải Phòng bố tìm mày nhá, bố mày lên Hà Nội bố tìm mày rồi nhá. Bố mày bắt được mày, bố chặt chân mày ngay từ ngày đấy rồi, còn mấy hôm trước rồi còn chó hiểu không? Thì một phép xúc tiện thôi nó có thể giết người. Bố mày kể cả bố mày ăn thịt mày luôn. Tao xác định luôn một thằng em tao lên đường. Con chó nghe tao nói này, mày báo luôn với những tất cả các mối quan hệ của mày nhá. Tao sẽ hy sinh một thằng đàn em tao nuôi cho ăn trong cùng luôn. Xuống đây là tối mấy là có 4 người. Có 4 thanh niên xăm trổ. Và trong đó là có kiếm vỏ màu vàng. Từ ngày mà công ty bị anh Đường xuống chiếm giữ rồi là đuổi là chúng tôi là không có công an việc làm. Là cứ rất là cũng là hoang hoảng sợ. Đến bây giờ khi mà nhận lời trở lại báo chí thì ông có cảm thấy lo sợ không? Bị trả thù không? Tôi có chứ, rất là lo sợ vì không biết là mình nói ra những cái sự thật như thế này thì không biết là rồi nó diễn biến như vậy là mình có bị là giết hay là bị truy lùng để người ta giết không? Rất là lo sợ. Trả lời phóng viên VTC, lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình cho biết hiện vụ việc liên quan đến các đối tượng của băng nhóm Nguyễn Xuân Đường nhận được sự chỉ đạo trực tiếp từ lãnh đạo Bộ Công an. Công an tỉnh này khẳng định không để người vô tội bị oan và không có vùng cấm trong quá trình điều tra. Theo thông tin người dân địa phương cho biết, băng nhóm Đường Nhuệ đã manh nha có các hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Bình từ khoảng năm 2002-2003. Đến năm 2014 thì băng nhóm này có hoạt động mạnh. Đây cũng là thời điểm mà Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình là ông Lê Đình Nhường, người đã dính án kỷ luật do liên quan đến vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng. Sau thời ông Nhường làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình là thời của Đại tá Nguyễn Văn Minh, hiện đang là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục và Trường Giáo dưỡng, Bộ Công an. Hiện Tân Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình Nguyễn Thanh Trường đang có những động thái cho thấy quyết tâm trong trấn áp tội phạm trên địa bàn. Ngày 16 tháng 4, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt 4 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó có một người là Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản thuộc Sở Tư pháp Thái Bình, một người là cán bộ của trung tâm này, một người là trưởng phòng của Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Kỹ thuật Tài nguyên, Sở Tài nguyên Môi trường và một người nhân viên của trung tâm này. Thưa quý vị và các bạn, việc bắt giam Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, đang làm nóng dư luận trong thời gian gần đây. Câu hỏi được đặt ra là cớ sao một băng nhóm lộng hành trong một thời gian dài mà không được các nhà chức trách xử lý? đi sâu và tìm hiểu về tài liệu, nguồn tin và bóc tách các thông tin liên quan. Phóng viên VTC nhận thấy có rất nhiều hành vi cho thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật của tổ chức Đường Nhuệ. Cụ thể, theo tố cáo từ phía người dân, băng nhóm Đường Nhuệ đã thẳng tay thu tô đánh thuế trên cả xác chết từ khoảng 3 năm nay. Và nếu không đóng tiền thì Đường Nhuệ bắt gia quyến người đã khuất phải di chuyển quãng đường 80 km để có thể được hỏa táng thay vì quãng đường 35 km, tức là xa gấp đôi. Cùng tìm hiểu trong ghi nhận sau đây. Từ tháng 1 năm 2018, số điện thoại báo ca này, các công ty dịch vụ tang lễ tại tỉnh Thái Bình buộc phải lưu và nhắn tin mỗi khi có người chết của tỉnh Thái Bình cần đi hỏa táng tại tỉnh Nam Định. Tin nhắn này phục vụ cho Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, thống kê thu tiền vào ngày mùng 5 và ngày 20 hàng tháng. Vì sợ bị trả thù, các công ty này đều không dám lộ mặt. Tuy nhiên, đại diện một công ty tiết lộ trung bình một năm họ làm dịch vụ cho khoảng 500 ca hỏa táng, với số tiền phải nộp là 500.000 đồng trên một ca, nên một năm phải đóng cho băng Đường Nhuệ khoảng 250 triệu. Do tỉnh Thái Bình không có đài hỏa táng, nên nếu không đóng tiền, người chết muốn hỏa táng sẽ phải di chuyển quãng đường dài hơn gấp đôi, tức là đi từ Thái Bình sang Hải Phòng để hỏa táng, thay vì đi Nam Định. Trước đó, băng Đường Nhuệ đã có hành động đe dọa và thâu tóm lĩnh vực trên địa bàn. Đầu 2018 là văn phòng có nhận được một ca hỏa táng ấy, thì đích thân mình xuống nhận làm, khi về thì là đã có một sức ép của một số đối tượng của bên Đường Dương ra đòi lại và bắt phải trả lại để cho bên công ty Thái Bình làm. Có một số, có lần nói chung là có 4-5 người vào, có lời nói đe dọa và có đánh, gần như là đánh dọa tát 2-3 cái. Thế là từ đấy giờ là ban lãnh đạo đài sợ lo cho văn phòng nên là phải chuyển dọn văn phòng về tỉnh Nam Định. Việc thu thêm tiền của các công ty dịch vụ tang lễ vô hình chung khiến các công ty này phải tăng giá dịch vụ đối với gia quyến người đã khuất. Đây không khác gì hình thức thu phí đối với người chết. Đánh thuế mỗi ca của người chết, tức là không phải là đánh thuế mà thu không. Mỗi ca của một người chết là 500.000, tức là người ta ăn trên xác chết thì thử hỏi rằng người ta có lương tâm hay không. Theo đơn vị quản lý đài hỏa táng tại Nam Định, trung bình một tháng có khoảng 300 đến 400 ca từ Thái Bình có nhu cầu hỏa táng tại Nam Định. Có thể nhầm tính, trong khoảng 2 năm qua, băng Đường Nhuệ đã đánh thuế khoảng 8.000 người đã khuất, đút túi khoảng 4 tỷ đồng. Tôi không hiểu là công ty Đường Dương người ta có cho hay người ta có chạy cái gì hay không, nhưng gần như các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình là làm ngơ trước cái hành vi này của công ty Đường Dương. Theo nguồn tin của phóng viên VTC, hiện các công ty tổ chức dịch vụ tang lễ tại tỉnh Thái Bình cũng như đại diện đơn vị quản lý đài hóa thân Hoàn Vũ tại tỉnh Nam Định đã có các cuộc làm việc với cơ quan công an điều tra để lấy lời khai, làm rõ dấu hiệu của việc bảo kê hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình do băng nhóm Đường Nhuệ cầm đầu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Xuân Đường, tức là Đường Nhuệ, cùng với vợ là Nguyễn Thị Dương để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích đã trở thành đề tài khiến dư luận xã hội đặc biệt quan tâm trong những gần đây. Không chỉ nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội, cặp vợ chồng này còn được biết đến là những doanh nhân bất động sản giàu có và chịu chơi ở đất Thái Bình, khi mà mạnh tay chi cả tỷ đồng để mời ca sĩ nổi tiếng về hát trong bữa tiệc sinh nhật. Bên cạnh đó thì vợ chồng Đường Nhuệ cũng không tiếc tiền cho các hoạt động từ thiện. Tuy nhiên, chỉ đến khi Đường Nhuệ cùng với vợ tra tay vào còng, sự thật về những thủ đoạn trong hoạt động kinh doanh của cặp vợ chồng này đã bị phanh phui và cho thấy một điều là Đường Nhuệ thực chất chỉ là một kẻ giang hồ đội lốt doanh nhân. Vậy bằng cách nào mà Nguyễn Xuân Đường cùng vợ có thể tự tung tự tác và trở thành nỗi khiếp sợ cho nhiều người dân Thái Bình đây? Và chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe câu trả lời qua cuộc trao đổi với Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học Bộ Công an. Và xin cảm ơn Trung tá Đào Trung Hiếu đã cùng đồng hành với chương trình Chuyện Tối Nay. Vâng, câu hỏi đầu tiên, khi mà ông đánh giá như thế nào khi mà việc công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can với vợ chồng của Đường Nhuệ? Trước hết là tôi đánh giá rất cao việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam vợ chồng Dương Đường về hành vi cố ý gây thương tích. Phải nói rằng việc bắt giữ đối tượng là đáp ứng được cái yêu cầu chính trị địa phương, đảm bảo các yếu tố về pháp luật, về nghiệp vụ và đáp ứng được cái yêu cầu, cái sự mong mỏi của người dân Thái Bình. Vì theo chúng tôi biết là trong những năm qua là các đối tượng đã gây ra rất là nhiều những vụ việc, tuy nhiên là chưa được điều tra làm rõ. Thế thì bằng cái việc là tấn công triệt xóa cái băng nhóm này thì đã đáp ứng được cái sự mong mỏi, và theo tôi nắm được ở tại địa phương ấy, là cái sự phấn khởi tin tưởng vào cái hoạt động tấn công trấn áp tội phạm của ban lãnh đạo mới công an tỉnh Thái Bình. Vâng. Đang dâng rất cao, uy tín của lực lượng công an đang được người dân ghi nhận. Vâng ạ, bên cạnh dịch Covid thì trong những ngày này thì câu chuyện về đường nhuệ cũng đang là một đề tài nóng ở các cái trang bình luận khác nhau. Nhiều người cũng thấy một bức tranh khác là vợ chồng đường nhuệ cũng chi rất nhiều tiền để mà cho các hoạt động từ thiện hay là các cái hoạt động vì cộng đồng ở tại Thái Bình. Và dường như là cũng có một số các cái thông tin cho rằng thì đây chỉ là một hình thức để mà che mắt những hoạt động núp bóng đằng sau thôi. Vậy thì giữa hai cái ranh giới, những cái bức tranh sáng tối như thế này thì Trung tá Đào Trung Hiếu thì nhận định như thế nào về cái điều mà dường như là tội phạm bây giờ lại dùng những cái cách từ thiện để có thể là mua chuộc những cái niềm tin từ phía người dân, phải không ạ? Vâng, từ kinh nghiệm thực tế nhiều năm làm công tác điều tra hình sự và đã từng tham gia bóc gỡ một số cái băng ổ nhóm tội phạm thì chúng tôi thấy ra có một cái xu hướng của tội phạm hiện nay, đó là đều núp dưới các cái hình thức các cái doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hợp pháp. Tức là các cái băng nhóm tội phạm thì chúng hoạt động dưới dạng là các cái công ty và cũng hoạt động theo các ngành nghề kinh doanh được pháp luật cho phép. Thế thì trong cái quá trình hoạt động để thiết là tạo những điều kiện cho công việc của mình, thứ hai là có thể là che giấu đi những cái hoạt động trong thế giới ngầm, thì chúng cần phải tạo ra những cái bộ mặt sạch sẽ. Thế và chúng tôi thấy rằng không có một cái cách nào dễ hơn là cái việc là tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo vì cộng đồng, vì nó sẽ rất nhanh chóng thôi tạo ra được một cái cảm giác của cộng đồng xã hội đây là những công dân có trách nhiệm, thứ nhất. Thứ hai nữa là người mà đã triển khai tiến hành các cái hoạt động vì cộng đồng như vậy thì nó sẽ có mang lại một cái thiện cảm, và thông qua đó thì có thể tạo dựng ra được những mối quan hệ mới phục vụ cho công việc. Vâng ạ, có thể thấy cùng với những cái việc mà cố ý gây thương tích thì đường nhuệ còn được biết đến với nhiều hoạt động kinh doanh phải nói là không chân phương lắm, như là cho vay nặng lãi này, dùng các thủ đoạn để dọa các đối thủ cùng lứa với mình. Vậy thì phải chăng là đi qua những cái sự việc mà vợ chồng đường nhuệ gây ra thì ông nghĩ sao về điều này? Ông nghĩ sao về cái việc mà dùng các cái thủ đoạn để mà chiếm đoạt và tạo dựng một cái cơ ngơi ở tại Thái Bình như vậy? Vâng, như chúng ta đã nói với nhau ấy, tức là cái việc mà các cái băng nhóm tội phạm hoạt động dưới dạng doanh nghiệp nó đang rất phổ biến trong xã hội hiện nay. Thế và kể cả khi đã hoạt động doanh nghiệp rồi thì cái câu chuyện triển khai các cái hoạt động chống lại xã hội nó vẫn tiến hành, bởi vì nó sẽ mang lại cho những đối tượng các cái nguồn thu rất là lớn. Thế thì ngay sau khi mà cặp vợ chồng này bị bắt thì tại địa phương đã rộ lên rất nhiều những thông tin, những cái vụ việc trước đây chưa được làm rõ của cái băng nhóm này, thì nay là cái lúc mà người dân rồi thì thông qua mạng xã hội, rồi thông qua các cái cơ quan báo chí, những thông tin ấy đang tràn ngập. Thế và tôi nghĩ rằng cơ quan chức năng cần phải nắm bắt những thông tin này để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Cái việc mà bắt giữ đối tượng về cái hành vi cố ý gây thương tích thì tôi cho đây là một cái đột phá khẩu để tiếp tục phải điều tra đi sâu làm rõ tất cả những cái vụ án do băng nhóm này gây ra trước đây nhưng chưa được làm rõ. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là người dân mong mỏi cho cái, tức là cần phải làm rõ vì sao những sự việc trước đó bị chìm xuống, có hay không có việc chống lưng bảo kê, thậm chí là tiếp tay cho tội phạm. Chính xác là như vậy, bởi khi mà nhiều năm làm công tác về hình sự, làm trinh sát viên và tiếp xúc với rất nhiều các cái đối tượng giang hồ cộm cán thì Trung tá Đào Trung Hiếu có thể phân tích một số các cái tâm lý của tội phạm, và thường là những cái tội phạm mà núp bóng dưới doanh nhân này họ có những đặc điểm gì chung để chúng ta dễ dàng nhận biết hay không? Nó có dấu hiệu của hoạt động mafia. Vâng. Hoạt động mafia là cái việc tội phạm dùng tiền một cách trực tiếp hoặc gián tiếp để tác động vào giới chính trị, kết thân, từ đó thao túng, từ đó làm ăn ở tầm chính sách. Đây là những cái biểu hiện, cái xu hướng phát triển của tội phạm như vậy. Không còn là những cái câu chuyện phạm tội mang tính đơn lẻ nữa, mà đây là tội phạm có tổ chức, có sự cấu kết bằng tiền các đối tượng tội phạm có thể là tạo dựng ra những mối quan hệ cánh hậu với những cán bộ viên chức biến chất trong cơ quan quản lý nhà nước, và sau đó là cùng một cái gọi là cái sự sống cộng sinh với nhau và gây ra sự nguy hại rất lớn cho xã hội. Rõ ràng là có những cái bộ phim mà chúng ta đã xem cũng như là những câu chuyện rất là thực tế đã cho chúng ta thấy cái hoạt động về thủ đoạn của những kẻ côn đồ, của những doanh nhân, nhưng mà thực chất họ là những cái mafia bất hợp pháp dựa trên những cái hành động có vẻ là tử tế nhưng mà đã gây ra bao nhiêu hệ lụy. Vâng. Và một lần nữa chúng tôi rất là cảm ơn Trung tá Đào Trung Hiếu đã đến với chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Vâng, qua những chia sẻ vừa rồi của Trung tá Đào Trung Hiếu thì quý vị và các bạn đã hiểu rõ hơn về thủ đoạn hoạt động của những kẻ côn đồ đang núp bóng là những doanh nhân giàu có và thành đạt, luôn mở miệng nói những điều nhân nghĩa, làm những việc thiện nguyện, nhưng mà trên thực tế là những hành động của chúng đã làm cho bao gia đình lâm vào cảnh nhà tan cửa nát. Nhiều người đang khỏe mạnh bỗng trở thành ốm đau, bệnh tật. Tuy nhiên, người dân cần vững tin vào công lý, bởi thủ đoạn có tính tinh vi thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng kẻ ác sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật.